Kính thưa quý vị, sau một thời gian tạm lắng vì ảnh hưởng của COVID-19, gần đây Hội Thánh Đức Chúa Trời đã nhen nhóm hoạt động và chiêu mộ tín đồ trở lại ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Huế. Không ít gia đình có người thân tham gia hội nhóm này sau khi nghe những lời tuyên truyền lệch lạc đã tàn nát hạnh phúc gia đình, đập phá bàn thờ cúng tổ tiên hay chối bỏ cha mẹ. Trước tình hình hoạt động phức tạp của Hội Thánh Đức Chúa Trời, thời gian qua, các lực lượng công an khắp các tỉnh thành trên cả nước đã triển khai nhiều biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động đạo trái pháp luật của tổ chức này, đồng thời phát hiện, bắt xử lý nghiêm nhiều điểm nhóm của Hội Thánh Đức Chúa Trời, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến việc truyền đạo, sinh hoạt đạo trái pháp luật. Tuy nhiên, nhóm này vẫn liên tục hoạt động ẩn mình, gây khó khăn cho lực lượng chức năng cũng như tiếp tục lôi kéo người dân vào con đường tà đạo. Mới đây thì ngay tại thủ đô Hà Nội, một nhóm người tự xưng là thuộc Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng đang hoạt động bí mật. Trước tình trạng này, phóng viên của VTC cũng đã thâm nhập vào hội giáo này để điều tra cũng như là tìm hiểu những thủ tục để trở thành thánh đồ mang danh hội Thánh Đức Chúa Trời. Đây là buổi được gọi là báp tem. Lễ báp tem, mà theo như lời thánh đồ nhóm này nói, là để được biên tên mình vào sách sự sống trên nước thiên đàng. Nơi diễn ra báp tem là một căn chung cư ở quận Hà Đông, mà theo ngôn ngữ của hội thánh thì đây chính là Sion. Người đàn ông này là chấp sự, một chức vụ khá cao trong hội thánh. Người này ghi thông tin và cũng là người sẽ làm lễ báp tem dội nước lên đầu cho phóng viên đang nhập vai. Đức Cha là Jehovah, Đức Chúa Trời. Đức Con là Giêsu Christ. Đức Thánh Linh là An Sang Hồng, Đức Chúa Trời. Con đã làm phép báp tem cho con gái này rồi. Vậy từ bây giờ cầu xin Cha lấy con gái này làm con cái của Đức Chúa Trời và ban cho Thánh Linh rất thánh để cầu cho con gái này được ân huệ dư dật. Mọi lời cầu nguyện đều nhân danh Đấng Christ An Sang Hồng Chí Thánh mà cầu khẩn. Vậy từ bây giờ cầu xin Cha làm cho tên của con gái này được biên vào sách sự sống trên trời và làm cho tên ấy được chói lóa rực rỡ đời đời. Cầu xin Cha ban cho con gái này đầy dẫy năng lực Thánh Linh để đảm nhiệm được sứ mạng của Đấng Tiên Tri. Đến đây xin chúc mừng chị đã chính thức trở thành con gái của Chúa Trời rồi ạ. Hầu hết những người bị lôi kéo tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời đều được các đối tượng giao giảng những luận điệu phản khoa học, dẫn đến có những suy nghĩ lệch lạc, cuộc sống bị đảo lộn không lối thoát. Thưa quý vị, có thể thấy Hội Thánh Đức Chúa Trời đã trở thành một loại hình tôn giáo bị đánh giá là tà đạo. Vậy thì qua góc độ trải nghiệm thực tế từ các phóng viên của VTC cũng như các chuyên gia phân tích, chúng ta hãy cùng xem sự ảnh hưởng tiêu cực của Hội Thánh Đức Chúa Trời tới đời sống xã hội cũng như an ninh trật tự quốc gia là nghiêm trọng như thế nào. Từ đầu năm 2023, nhóm tà đạo mang danh Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động rầm rộ trở lại trên toàn quốc với các chiêu thức, thủ đoạn để chiêu mộ thánh đồ. Để tìm hiểu rõ sự thật đằng sau, ngày 2 tháng 4 năm 2023, nhóm phóng viên báo điện tử VTC News bắt đầu nhập vai điều tra ở Hà Nội. Qua một số lời giới thiệu của các nạn nhân, phóng viên được kết nối để gặp gỡ một người phụ nữ trung niên tại một quán cà phê ở quận Hai Bà Trưng. Người này tên là Liên, có chức vụ trong hội thánh khu vực Hà Nội. Cuộc gặp diễn ra khoảng 2 tiếng. Người phụ nữ tên Liên thao thao bất tuyệt những câu chuyện về thế giới tâm linh, khoa học và kinh thánh như để thăm dò thái độ và nắm bắt tâm lý người nghe. Ngày hôm nay, chị chia sẻ em hiểu được là em đã rất phúc lành rồi bởi vì cái Chúa Trời đó là không phải ai đọc ai nghe cũng hiểu được đâu. Nên có những người Đức Chúa Trời không muốn đọc phúc lành cho thì kẻ đọc cũng không cho hiểu đâu. Chị cho em không phải ai đọc cũng hiểu cả ai chia sẻ cũng hiểu được đâu. Cho nên hôm nay là em cũng rất là khả năng là Đức Chúa Trời cũng rất là yêu mến em, gọi là duyên trời đấy. Nhưng mà hôm nay là em nghe em hiểu em thích chứng tỏ là Đức Chúa Trời đã mở tai mở mắt cho em rồi đấy. Đấy em hiểu không? Thế thì hai chị em tiếp tục nói chuyện nhé. Lúc nào em cảm thấy mệt thì em về, xong rồi lúc nào mà rảnh việc thì lại liên hệ với các chị em. Vâng, em thích.
Nói chung em cứ nghe chăm chỉ được vài buổi là em sẽ có thể cơ bản nắm được những cái lẽ thật của Thiên Thánh, những cái cũng hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời và biết được lời tiên tri của các bạn ngày nay là gì. Theo các tổ chức tôn giáo chính thống được hoạt động tại Việt Nam, thì Hội Thánh Đức Chúa Trời đã du nhập vào Việt Nam. Đây thực chất là một tổ chức tà đạo hoạt động trái pháp luật và gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự. Về hiện tượng cái Đức Chúa Trời Mẹ thì như quý vị đã biết là cũng đã lan ra rất rộng. Trong đó Hà Nội thì có một số những cái người dân cũng đã tin theo, cũng lén lút hoạt động. Tuy nhiên khi mà có biểu hiện thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các ngành, đặc biệt là chỉ đạo các cái cơ quan địa phương làm sao xử lý theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo được giữ gìn được an ninh trật tự, được đặc biệt là cái niềm tin, cái văn hóa, không để xảy ra tình trạng là vứt bàn thờ đi, không thờ cúng tổ tiên, gây ra những cái khủng hoảng, cái niềm tin trong xã hội. Đối tượng mà các nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời tập trung lôi kéo chủ yếu là học sinh, sinh viên, phụ nữ, người nhẹ dạ cả tin, người có hoàn cảnh bất hạnh. Hầu hết những người bị lôi kéo tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời đều được các đối tượng giao giảng những luận điệu duy tâm, dẫn đến có những suy nghĩ lệch lạc, cuộc sống bị đảo lộn, không lối thoát. Những kẻ mang danh đấng tiên tri hết dùng những lời đường mật dụ dỗ đến gieo rắc nỗi sợ hãi rồi vỗ về, an ủi để thánh đồ hết lòng tin theo và phụng sự hội thánh. Và để dễ dàng lôi kéo người dân vào con đường của họ, Hội Thánh Đức Chúa Trời cũng không ngần ngại tổ chức những chương trình đào tạo nhằm củng cố niềm tin của những người bị lôi kéo vào con đường sai trái. Thành Jerusalem ở trên trời cao là tự do và ấy là mẹ chúng ta. Trước khi trở thành thánh đồ của Hội Thánh Đức Chúa Trời, phóng viên VTC News phải trải qua 10 buổi học kinh thánh qua phần mềm Zoom cùng các thành viên của hội này. Có 3 người phụ nữ thay phiên nhau truyền đạo gồm Thương, Hiền và Thái. Buổi học có thể diễn ra trong 2 tiếng hoặc 1,5 tiếng đồng hồ. Bây giờ hai cái ông này, một nơi thì tin vào Phật, một nơi thì tin vào Chúa, một nơi thì đang làm lễ và mời rằng và những cái ngày lễ gọi là Phật đản hay gì đó, đúng không ạ, và ăn chay. Đạo lý ở nơi này là như vậy. Thế một nơi thì sẽ đang tin vào Chúa, tin chủ nhật Noel, đúng không ạ, cho phép ăn mọi thứ. Thế hai người này có thể là thì thấu hiểu nhau không? Thế xét vào bình thường thì chúng ta không thể hiểu được. Thế thì tại sao lại có sự này? Chính là ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Trời là gì ạ? Và những ngày sau đó thì Ngài sẽ bó chúng lại thành từng bó đấy ạ. Thế cái sự liên kết tôn giáo này chính là ứng nghiệm lời tiên tri là Đức Chúa Trời đang bó của lùm lại ạ. Mọi cái tôn giáo giả dối ạ sẽ cùng liên kết với nhau. Đức Chúa Giêsu thì luôn phán ví dụ cùng với đoàn dân, nhưng mà thì riêng các sứ đồ thì Ngài luôn luôn ở cùng và giải nghĩa cho. Đó, nên là chị thấy là gì, bao nhiêu con người đọc kinh thánh, đúng không ạ, nhưng mà không hiểu ra được cái sự mầu nhiệm cuối cùng, tại vì đúng không ạ, không có Đức Chúa Trời giải nghĩa thì chúng ta không thể hiểu được. Hầu hết những người bị lôi kéo tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời đều được các đối tượng giao giảng những luận điệu phản khoa học, dẫn đến có những suy nghĩ lệch lạc, cuộc sống bị đảo lộn, không lối thoát. Thưa quý vị, theo truyền thông Thái Lan, một người đàn ông ở tỉnh Chumphon, Thái Lan đã mua một vé số và vô cùng may mắn trúng giải độc đắc trị giá 24 triệu bạt, khoảng 16,3 tỷ đồng. Theo phong tục địa phương, người đàn ông may mắn quyết định quay về quê nhà và tổ chức một bữa tiệc với 200 bàn tiệc ở Nghĩa Trang để chiêu đãi các linh hồn. Sau khi trở thành triệu phú, người đàn ông này đã dành khoảng 240.000 bạt, khoảng 163 triệu đồng, tương đương với 1% số tiền thưởng để làm một việc không ai ngờ tới, đó là mở một buổi tiệc chiêu đãi tại Nghĩa Trang quê nhà. Người đàn ông này cho rằng may mắn quá lớn đến với anh khiến anh có cảm giác không thật. Anh tin rằng các linh hồn ngụ tại khu Nghĩa Trang quê nhà đã phù hộ, ban cho anh may mắn và giúp anh trúng số. Theo phong tục địa phương, anh tổ chức một bữa tiệc với 200 bàn tiệc ở Nghĩa Trang ở quê mình để chiêu đãi các linh hồn. Qua các hình ảnh được đăng tải trên mạng, mỗi bàn tiệc có tổng cộng khoảng 8 món, từ món nguội, cơm chiên, gà hầm, cá hấp kiểu Thái, súp cho đến món tráng miệng, và giá mỗi bàn là khoảng 1.200 bạt, tương đương với 817.000 đồng.
người phụ trách cung cấp thực phẩm cho bữa tiệc nghĩa trang này tiết lộ với giới truyền thông rằng người trúng giải độc đắc rất hào phóng, chi mạnh tay và giao cho anh toàn quyền xử lý, chế biến các món ăn theo đúng phong tục địa phương. Đồng thời, để chia sẻ may mắn và niềm vui của mình khi trúng giải thưởng lớn, chủ nhân của bữa tiệc cũng rất hoan nghênh tất cả mọi người dân địa phương đến chung vui, đặc biệt là những gia đình nghèo có thể đến bữa tiệc để lấy thức ăn và mang về nhà.